Xin chào tất cả các con, chúng ta cùng gặp nhau trong tiết tin học lớp 4 tuần 19. Mục tiêu bài học, luyện tập các thao tác trên trang soạn thảo văn bản đã được học. Chúng ta bắt đầu với phần A, hoạt động thực hành, bài 1, nối theo mẫu. Các con hãy dừng video, mở sách giáo khoa và nối, sau đó kiểm tra kết quả. Chọn cỡ chữ, chèn hình, chèn ảnh, căn lề trái, chọn màu chữ, chọn chữ in đậm và cuối cùng chọn phông chữ. Chúng ta tiếp tục bài 2, thực hiện các yêu cầu sau. A. Tạo bảng theo mẫu. Để tạo bảng, các con lần lượt thực hiện. Bước 1, chọn Insert, chọn Table. Bước 2, di chuyển con trỏ chuột vào vùng có các ô vuông để chọn 3 dòng và 3 cột, nháy chuột để chèn bảng. Các con vào thẻ Insert, chọn Table, chọn 3 cột, 4 hàng, nháy chuột. B. Chỉnh sửa bảng đã tạo ở hoạt động A thành bảng 1 và bảng 2 theo mẫu. Để chèn thêm cột, các con nháy chuột để chọn một cột. Sau đó nháy chuột phải, chọn Insert, Insert Columns to the Left hoặc Insert Columns to the Right. Để chèn thêm hàng, các con cũng làm tương tự. Nháy chuột để chọn một hàng, nháy chuột phải, chọn Insert, Insert Rows Above hoặc Insert Rows Below. Để gộp các ô trong bảng, bước 1, đưa con trỏ chuột vào vị trí ô bắt đầu gộp, nhấn nút trái chuột, kéo chọn ô cần gộp. Bước 2, chọn thẻ Layout, chọn Merge Cells để gộp. Để chèn cột, đầu tiên các con bôi đen cột, nháy chuột phải, chọn Insert, Insert Columns to the Left nếu muốn chèn một cột vào bên trái cột vừa chọn, hoặc chọn Insert Columns to the Right nếu muốn chèn một cột bên phải cột vừa chọn. Các con thực hiện lặp lại. Như vậy chúng ta đã chèn được bảng gồm có 5 cột, 4 hàng. Sau khi đã chèn thêm hàng và cột, các con sẽ tiếp tục nhập ô. Để nhập ô, chúng ta bôi đen các ô cần gộp. Nháy chuột phải, chọn Merge Cells. Tương tự với các ô còn lại. Lựa chọn các ô cần gộp. Nháy chuột phải. Hoặc chọn thẻ Layout. Chọn nút lệnh Merge Cells. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tạo bảng. Bây giờ cô và các con sẽ tiếp tục bài 3, soạn văn bản theo mẫu, tìm hình ảnh phù hợp để chèn vào văn bản, đặt tên văn bản là tìm hiểu một số loài động vật rồi lưu vào thư mục của em trên máy tính.
Để làm bài thực hành này, các con lần lượt thực hiện như sau. Bước 1. Soạn thảo nội dung văn bản theo mẫu. Bước 2. Căn lề, định dạng kiểu chữ đậm cho các tên loài vật. Bước 3. Tìm hình ảnh trên mạng Internet. Bước 4. Chèn hình ảnh vào văn bản. Sau đó, các con chỉnh sửa, định dạng văn bản rồi lưu văn bản vào thư mục của mình. Đầu tiên, các con soạn thảo phần nội dung theo mẫu. Sau khi soạn thảo nội dung xong, chúng ta sẽ tiến hành định dạng. Chọn toàn bộ phần văn bản vừa gõ. Chọn lại phông chữ Arial cỡ chữ 14. Tiêu đề, các con chọn chữ đậm, căn lề giữa. Phần văn bản còn lại, chúng ta cũng lựa chọn các chữ đậm bằng cách nháy chuột, bôi đen những chữ cần tạo chữ đậm, giữ phím Ctrl. Sau đó nhấn vào nút lệnh B. Các con lựa chọn phần văn bản, chọn căn lề thẳng hàng hai bên. Sau khi xong, chúng ta tiếp tục chèn hình ảnh. Vào Insert, chọn Picture, chọn hình ảnh đã lưu trên máy tính, nháy chọn Insert. Các con điều chỉnh kích cỡ cho hình ảnh, nháy chuột vào nút Layout Options và tùy chọn. Chúng ta có thể điều chỉnh kích thước, vị trí của ảnh sao cho thích hợp. Tương tự với các đoạn còn lại, chọn hình ảnh con voi, điều chỉnh kích thước của ảnh. Vừa rồi cô và các con đã thực hành xong các phần kiến thức của bài 6. Sau bài học này, các con cần ghi nhớ phần mềm soạn thảo văn bản có thể giúp em gõ ký tự tạo ra các văn bản tiếng Việt lưu thành tệp, thay đổi nhiều kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc khác nhau, chèn hình, tranh ảnh, bảng vào văn bản, chỉnh sửa, xóa, cắt dán hình, tranh ảnh. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con vào những bài học tuần sau.